Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về những loại bom phá bông ca mạnh mẽ nhất của Mỹ. Vũ khí chiến lược có khả năng xuyên thủng các công sự kiên cố nhất. Đây là những loại bom được thiết kế đặc biệt để phá hủy các mục tiêu cứng rắn như bon ke ngầm, hầm trú ẩn và căn cứ dưới lòng đất. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng có những loại nào, thông số kỹ thuật ra sao và chúng được sử dụng như thế nào trong các cuộc chiến và hiệu quả thực tế trên chiến trường ra sao. Bom phá bon ke là gì? Bom phá bon ke là loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt những mục tiêu nằm sâu dưới mặt đất hoặc được bảo vệ bởi các kiến trúc kiên cố. Các loại bom này sử dụng sức công phá lớn cùng khả năng xuyên thấu để đi sâu vào lòng đất hoặc phá vỡ lớp bê tông dày trước khi phát nổ. Cơ chế hoạt động của bom phá bon ke. Bom phá bon ke được thiết kế đặc biệt để xuyên qua lớp bảo vệ kiên cố như bê tông dày hoặc đất đá trước khi phát nổ bên trong mục tiêu. Nguyên lý hoạt động cơ bản của bom phá bon ke có thể được chia thành các giai đoạn sau. Giai đoạn 1 là tiếp cận và thả bom. Bom phá bon ke thường được thả từ các máy bay ném bom chiến lược hoặc các máy bay tiêm kích đa nhiệm, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác như GPS. Loại bom này có thể đánh trúng mục tiêu ngầm với độ chính xác rất cao. Thứ hai là giai đoạn xuyên thấu. Bom phá bon ke có thiết kế đặc biệt với đầu đạn cứng làm từ các vật liệu siêu bền như thép tôi hoặc hợp kim niken, giúp nó có thể xuyên qua các lớp bảo vệ cực kỳ dày. Khi rơi từ độ cao lớn, bom sử dụng động năng để tạo ra lực xuyên thấu mạnh mẽ, phá vỡ lớp bê tông hoặc đất đá trước khi đi sâu vào bên trong mục tiêu. Thứ ba là kích nổ chậm. Để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu bên trong, bom phá bon ke sử dụng cơ chế kích nổ chậm, tức là khi đầu đạn đã xuyên qua các lớp bảo vệ và xâm nhập vào bon ke hoặc công trình ngầm, nó mới phát nổ. Vụ nổ diễn ra từ bên trong cấu trúc, gây ra thiệt hại cực lớn và làm sụp đổ hoàn toàn công trình mục tiêu. Tóm lại, bom phá bon ke thường có đầu cứng để xuyên qua bon ke hoặc hầm ngầm, sau đó mới phát nổ để tối đa hóa sức công phá bên trong. Như vậy, bom phá bon ke là vũ khí chiến lược quan trọng giúp xuyên phá và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng được bảo vệ kiên cố. Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc sở hữu các loại bom phá bon ke mạnh mẽ để đối phó với các cơ sở ngầm và hầm trú ẩn của đối phương, đặc biệt là Hàn Quốc dùng nó để đối phó với Triều Tiên. Những loại bom phá bon ke nổi tiếng của Mỹ. Mỹ thường dùng một số loại bom phá bon ke có tên tiền tố là GBU. GBU là viết tắt của từ Guided Bomb Unit, tức là đơn vị bom dẫn đường. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các loại bom được trang bị các hệ thống dẫn đường chính xác, giúp bom có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao hơn so với bom bình thường. Loại thứ nhất mà mình muốn giới thiệu trong video này đó là GBU-28 Bunker Buster. Thông số kỹ thuật của bom phá bon ke này, khối lượng là 2.268 kg, đầu đạn 286 kg thuốc nổ mạnh, dài 5.98m, đường kính 36cm, khả năng xuyên thấu là xuyên tới 30m đất hoặc 6m bê tông cốt thép. GBU-28 được phát triển trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 để đối phó với các bon ke kiên cố của quân đội Iraq. Với khả năng xuyên thấu qua lớp bê tông dày, loại bom này đã chứng minh hiệu quả đáng kinh ngạc khi phá hủy các căn cứ ngầm của đối phương. Thứ hai là loại bom GBU-57AB MOP. Khối lượng của quả bom này lên tới 14 tấn, đầu đạn mang 2.400 kg thuốc nổ mạnh, dài 6.2m, đường kính 80cm. Nó có khả năng xuyên qua tới 61m đất hoặc 19m bê tông cốt thép. GBU-57AB-MOP là một trong những quả bom phá bon ke mạnh nhất hiện nay của Mỹ, được phát triển để phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm và các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt. Với khối lượng khổng lồ, nó chỉ có thể được thả từ các máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit. Các loại bom phá bon ke của Mỹ thường được thả từ các máy bay ném bom chiến lược hoặc các máy bay chiến đấu hạng nặng có khả năng mang theo tải trọng lớn. Thứ nhất là B-2 Spirit.
Đây là máy bay ném bom tàng hình chiến lược duy nhất có khả năng mang và thả bom GBU-57AB-MOP, mỗi quả nặng 14 tấn. Với khả năng bay ở độ cao cực lớn và tàng hình trước radar của đối phương, B-2 là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ phá bong ke kiên cố. Thứ hai là F-15E Strike Eagle. Một số loại bom phá bong ke như GBU-28 có thể được thả từ máy bay tiêm kích ném bom F-15E đại bàng tấn công. Đây là một máy bay chiến đấu đa năng, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Thứ ba là B-52. Một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng. B-52 có khả năng mang theo nhiều loại bom và tên lửa hạng nặng, bao gồm cả các loại bom phá bong ke. Bom phá bong ke của Mỹ đã được sử dụng trong nhiều cuộc chiến quan trọng, bao gồm thứ nhất là chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Bom GBU-28 lần đầu tiên được triển khai để phá hủy các bong ke kiên cố của quân đội Iraq. Sự xuất hiện của loại bom này đã làm thay đổi cục diện chiến trường khi các căn cứ ngầm của đối phương bị tiêu diệt nhanh chóng. Thứ hai là tại chiến tranh Afghanistan, các loại bom phá bong ke đã được sử dụng để tấn công các hang động và công sự ngầm của Taliban, bao gồm cả nơi ẩn náu của các lãnh đạo cấp cao. Thứ ba là chiến tranh Iraq 2003. Bom phá bong ke tiếp tục được sử dụng để phá hủy các bong ke của quân đội Iraq, cũng như các cơ sở quân sự và chính trị của chế độ Saddam Hussein. Ngoài Mỹ thì một số đồng minh của họ cũng đã sử dụng hoặc có quyền tiếp cận với các loại bom phá bong ke. Israel đã sử dụng bom GBU-28 trong các cuộc tấn công vào các cơ sở ngầm của đối phương ở Trung Đông. Đặc biệt là Hàn Quốc cũng có bom phá bong ke để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên phía Bắc. Hàn Quốc đã phát triển và mua sắm các loại bom phá bong ke để đối phó với các mục tiêu quân sự của Triều Tiên ở phía Bắc, đặc biệt là các cơ sở quân sự ngầm, bao gồm hầm ngầm và bong ke. Bắc Triều Tiên nổi tiếng với việc xây dựng nhiều căn cứ ngầm và hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất để bảo vệ các cơ sở hạt nhân và quân sự khỏi bị tấn công. Hàn Quốc đã mua sắm các loại bom GBU-28 từ Mỹ, loại bom nổi tiếng với khả năng xuyên phá mạnh mẽ qua các lớp bảo vệ kiên cố. Đây là loại bom mà Hàn Quốc sẽ sử dụng để đối phó với các bong ke của Bắc Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Thứ hai là K-bom 2, là bom phá bong ke nội địa. Hàn Quốc cũng đã phát triển các loại bom phá bong ke của riêng mình với mục tiêu là tấn công các cơ sở ngầm của Bắc Triều Tiên. Dù không có nhiều thông tin chi tiết công khai về loại bom này, nhưng việc tự phát triển vũ khí cho phép Hàn Quốc chủ động hơn trong khả năng phòng thủ và tấn công trước nước láng giềng hung hãn. Tại sao bom phá bong ke quan trọng đối với Hàn Quốc? Triều Tiên có mạng lưới bong ke và hầm ngầm rộng lớn, bao gồm các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa và các căn cứ quân sự chiến lược. Các cơ sở này nằm sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bởi nhiều lớp bê tông và đất đá, rất khó bị tấn công bằng các loại bom đạn thông thường. Do đó, bom phá bong ke có vai trò quan trọng trong kế hoạch tấn công quân sự của Hàn Quốc, giúp nước này có khả năng tấn công và phá hủy các mục tiêu chiến lược của Bắc Triều Tiên trong trường hợp có chiến tranh xảy ra. Bom phá bong ke của Mỹ đã chứng minh tính hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ. Chúng có khả năng xuyên qua các lớp bảo vệ kiên cố, phá hủy các cơ sở quân sự dưới lòng đất, hoặc được xây dựng bằng bê tông cốt thép dày. Điều này giúp Mỹ và các đồng minh làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương, tạo lợi thế lớn trong các cuộc chiến hiện đại. Cuối cùng, chốt lại thì bom phá bong ke là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của Mỹ, đặc biệt trong các cuộc chiến hiện đại, nơi các công trình ngầm và bong ke kiên cố ngày càng phổ biến. Với các loại bom như GBU-28 và GBU-57MOP, Mỹ đã khẳng định sức mạnh vượt trội của mình trong việc xuyên phá mọi loại công sự của đối phương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo về vũ khí quân sự trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.